top 10 đồ dùng cá nhân không nên dùng chung với bất kỳ ai. Hôm nay top bí ẩn sẽ giúp các bạn khám phá những bí ẩn về các đồ vật cá nhân của bạn. Tưởng chừng chúng vô cùng an toàn, ấy vậy nếu bất cẩn, một chiếc bàn chải đánh răng lại cướp đi mạng sống của các bạn. Thật đáng sợ đúng không nào? Thứ 10, bàn chải đánh răng. Bạn có biết mỗi ml nước bọt có đến 100 triệu con vi khuẩn và hơn 600 loài vi khuẩn khác nhau sinh sống? Nếu quy đổi chúng ra tiền thì thật tốt, mà thật sự chúng lại là sinh vật gây hại cho sức khỏe. Vậy nên, nếu dùng chung bàn chải đánh răng với người khác, bạn có thể mắc phải rất nhiều bệnh truyền nhiễm mà người kia bị mắc. Chưa kể, bệnh viêm gan B cũng có thể lây nhiễm thông qua sử dụng chung bàn chải đánh răng. Mặc dù bạn có vệ sinh sạch sẽ bàn chải đánh răng hay thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể trừ khử hết mối họa từ dùng chung sản phẩm này. Tốt nhất nên sử dụng riêng và canh chừng những chiếc bàn chải cẩn thận. Hơn nữa, nên thay bàn chải thường xuyên, 3 tháng một lần và đừng quên để tại nơi thoáng mát. Thứ 9, son môi. Các bạn nữ sau khi xem video này thì nên cẩn thận tránh sử dụng son môi chung. Theo nghiên cứu, các bạn sử dụng son môi chung có thể lây các bệnh nguy hiểm. Một trong các bệnh đó là nhiễm virus herpes ở miệng. Đây là một trong những bệnh tình dục nguy hiểm. Quả thật, oan ức cho bạn nếu bạn chẳng làm gì, chỉ vì dùng chung son môi mà lại bị lây nhiễm căn bệnh tế nhị này. Chắc chắn, bạn sẽ bị cho là hư hỏng khi mắc bệnh này mà bị người khác biết. Thế nên đừng mượn son môi và cũng đừng ngần ngại từ chối không cho một người nào đó mượn son môi. Thứ 8, thuốc đánh răng. Thuốc đánh răng cũng không được dùng chung ư? Bạn đã dùng bao lâu nay có sao đâu? Chắc chắn đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu bạn khi xem đến đoạn tuyên bố này. Nhưng đừng vội, hãy xem lý do tại sao không nên sử dụng chung tiếp kem đánh răng với người khác nhé. Khi sử dụng chung kem đánh răng không nguy hiểm như đối với bàn chải đánh răng chung, nhưng tuyệt nhiên đừng coi thường. Đó là khi lấy kem đánh răng, bàn chải có thể chạm vào miệng tuyết kem. Nếu mắc các bệnh lây truyền như ho lao, bệnh tình dục ở miệng thì rất có thể khiến bạn mắc nội oan thị kính. Thế nên cẩn thận sẽ không thừa. Thứ 7, nhíp. Nhíp là thành viên đồng hành cùng nhiều chị em phụ nữ. Nó sử dụng để làm đẹp, tỉa lông mày, lông. À mà chắc ai cũng biết lông gì rồi đó. Chính vì việc tiếp xúc với da mặt, da dưới cánh tay có thể làm cho bạn bị lây nhiễm một số bệnh qua đường máu, hoặc có thể làm viêm nhiễm do vi khuẩn gây ra viêm da từ người này sang người khác. Một chiếc nhíp giá cũng chẳng đáng bao nhiêu, nếu bất cẩn lại có thể gây họa. Thế nên, có thể sắm trước 2-3 chiếc dùng dần cũng chẳng vấn đề gì đúng không nào? Thứ 6, bấm móng tay. Lại là một vật dụng quen thuộc. Lần này, chúng không chỉ quen thuộc đối với phái đẹp mà đối với nam giới cũng không thể thiếu. Món đồ vật nhỏ bé này nếu sử dụng chung có thể làm vật trung gian truyền nhiễm các bệnh kinh điển như viêm gan B, HIV, nấm nhiễm, v.v. Thứ 5, khăn tắm. Khăn tắm chỉ sử dụng để thấm nước và làm khô người, không thể gây xước da như nhíp hay làm bị thương như bóng móng tay. Vậy làm sao mà không nên dùng chung? Bạn có biết mùi hương quen thuộc của khăn tắm chính là do lượng vi khuẩn ẩn chứa trên đó? Khi sử dụng chung khăn tắm, bạn có thể mắc các bệnh như tay, chân, miệng, virus zona thần kinh hay hàng tỷ thứ bệnh không tưởng khác. Nếu một ngày bạn bị mụn trứng cá, viêm da, để điều trị dứt điểm cũng nên thay đổi một chiếc khăn tắm mới. Thứ 4, lăn khử mùi hôi. Hôi nách, hôi chân rất cần đến lăn khử mùi hôi. Đây là một căn bệnh siêu tế nhị đối với nhiều người. Mặc dù chúng ta luôn biết thế giới chia làm hai loại người, đó là hôi có tâm và hôi vô tâm. Với người hôi có tâm, luôn tìm cách để mùi hôi không phát tán và lăn khử mùi trở thành thứ vũ khí hữu hiệu. Tuy nhiên, nếu một ngày bạn quên cũng đừng mượn dùng của ai đó, bởi chúng có thể khiến bạn mắc các bệnh và lây truyền vi khuẩn khiến bạn hôi hơn. Thứ 3, bánh xà phòng. Bạn biết đấy, bánh xà phòng sinh ra để loại bỏ 99% vi khuẩn.
bởi vì 1% còn lại chúng chẳng sợ bánh xà phòng đâu. Thế nên đây chính là nơi để 1% này tung hoành và khiến bạn bị mắc bệnh. Trên bánh xà phòng, có thể sẽ còn sót lại những vi khuẩn đến từ da tay của người cuối cùng. Thế nên, đừng dại dột mà sử dụng chung bánh xà phòng với ai nhé. Nếu bạn đang có thói quen sử dụng chung đồ vật này, thì cần loại bỏ ngay đi nhé. Tai nghe. Tai nghe là một môi trường tốt để giúp vi khuẩn chuyển từ tai người này sang tai người khác. Và tất nhiên các loại nấm ngứa, viêm tai giữa, viêm tai các loại có thể nhân cơ hội mở rộng thị trường, nhảy từ tai người này sang tai người khác. Nếu có thói quen nghe nhạc chung với bản thân thì đừng quên làm sạch tai nghe trước khi nghe nhé. Thứ nhất, dao cạo râu. Đứng đầu bảng chính là những chiếc dao cạo râu. Chúng là cơ hội lây cho bạn căn bệnh thế kỷ HIV cùng hàng loạt các loại bệnh lây qua đường máu khác. Chưa kể, khi dùng chung dao cạo râu có thể khiến các loại nấm mốc và vi khuẩn làm hỏng làn da của bạn. Dù là đàn ông cũng cần chăm chút đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những khám phá bí ẩn lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.